Linh xin mến chào lại cả nhà mình nha. Thì tiếp tục cuộc hành trình của Linh đến Thái Lan lần này thì Linh ghé một cái bãi biển này gọi là Chợm, một bãi biển rất là đẹp và họ có để những cái ghế, cái bố đó cho những người du khách ngồi ở xung quanh rồi ăn những cái loại hải sản rất là ngon ở đó đó cả nhà. Thì du khách đến đó có thể ngồi những cái ghế như thế này rồi mình trả chỉ cần $1 thôi, hoặc là khi mình order đồ ăn ở đó thì họ không có tính cái ghế, nếu mà mình đến đó mình không có order đồ ăn thì họ tính cho mình khoảng $1 Mỹ, mình có thể ngồi suốt ngày luôn. Rồi, đồ biển đã tới, mình order cái họ đem cho mình nè. Có cơm này ha. Đấy, đây là nghêu, nghêu xào với một loại sốt đặc biệt. Đây là cái sò lông. Khi mình đến Thái Lan thì mình không bao giờ bỏ qua cái món mà mực sống chấm với lại cái nước sốt đặc biệt của người Thái Lan đó cả nhà. Thì Linh và nhóm bạn thử ăn cái món này lần đầu tiên, lúc đầu thì cũng sợ thiệt, nhưng mà sau đó khi mà chấm với cái nước sốt á thì con mực á nó dai mà nó thơm cái mùi nước sốt chứ không còn tanh nhưng mình nghĩ đâu cả nhà, rất là ngon. Okay, good. Thank you, bro. Mike, all these girls, how they know? Know how to eat? You go Thailand, you need to eat one. That's what people say. Yes. Try one time in life. Very sick, right? You okay? No, you mouth no black. No black, huh? Oh my god, funny. Not bad, huh? Oh no, smell nothing. Just like you came with it. Mình sớt nước rồi. Rồi, đi xuống biển. Thử cảm giác của nước biển ở biển Chợm như thế nào nha. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. Okay, let me see. Is it work or not? There we go.
Đấy, quên. Dạ, không phải cả. We enjoy. Biển thì rất là ấm cả nhà ơi, ấm lắm luôn á, nước biển ấm lắm luôn. Ok. Khi đến Thái Lan thì đồ ăn rất là rẻ cả nhà. Ăn uống thoải mái, những cái món ăn hải sản như vậy á, mà tính ra có 40 đô la Mỹ thôi. So ra với ở Mỹ thì những cái món ăn này rất là mắc. Còn ở Việt Nam thì Linh cũng không có nhớ là như thế nào, chứ bên Thái Lan thì Linh thấy nó rẻ lắm luôn á. Thì khi đến Thái Lan thì có những cái món hải sản mình phải thử, giống như là món mực nè, rồi những cái con hải sản mà Linh thấy hơi lạ lạ nhưng mà ăn rất là ngon. Cái món mực thì mình ăn tươi hoặc là mình nướng ăn cũng rất là ngon cả nhà, nhờ cái nước sốt á. Linh và nhóm bạn ngồi ở đó ăn uống và đi ngắm biển cũng khoảng 3 tiếng đó. Thì bây giờ cả nhóm cùng đến một địa điểm khác. Thôi thì Linh xin tạm dừng cái video đây và xin hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video sau. Và chúc cho cả nhà mình có một đêm thật ngon giấc nha. Bye bye cả nhà mình.